Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Giái Hơi hàng ngày của chúng tôi. Nếu như những thông tin trong video này là bổ ích đối với quý vị và các bạn thì hãy cho mình xin một like ở video này. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi cập nhật Giái Hơi hàng ngày. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin Giái Hơi ngày 17 tháng 8 năm 2021. Quý vị và các bạn thân mến, Thời gian gần đây, giá lợn hơi ở một số địa phương đang có xuống tăng nhẹ trở lại. Tuy nhiên, theo nhiều chủ trang trại cho biết, giá lợn hơi như hiện nay thì người chăn nuôi tuy không lỗ nhưng cũng không có lãi nhiều và hiện nay nhiều hộ chăn nuôi, đặc biệt là chăn nuôi nông hộ đang gặp khó. Bởi theo tính toán của nhiều hộ chăn nuôi, chi phí thức ăn chăn nuôi chiếm từ 60 cho đến 70% giá thành sản phẩm và tiếp đó là chi phí về con giống. Và theo thống kê từ cuối năm 2020 cho đến nay giá thức ăn tăng liên tục, cứ khoảng 3 tuần lại tăng một lần, với mức tăng khoảng từ 5 cho đến 10.000 đồng trên một bao mỗi đợt. Và đến nay, giá thức ăn chăn nuôi đã tăng khoảng 120.000 đồng trên một bao so với cùng kỳ năm 2020. Và nhiều dự báo cho thấy trong thời gian tới, giá thức ăn chăn nuôi sẽ tiếp tục tăng khoảng từ 5 cho đến 10% tùy loại. Theo các chủ trang trại, hiện nay, nguồn cung thịt heo đã bắt đầu tăng trở lại, do nhiều hợp tác xã, trang trại và các doanh nghiệp đẩy mạnh trong quá trình tái đàn. Giá thức ăn chăn nuôi tăng cao cùng với các chi phí khác như là thuốc thú y, nhân công lao động đều tăng khiến cho giá lợn hơi chưa thể giảm sâu dưới 50.000 đồng trên 1 kg được. Bởi nếu giảm quá sâu, người chăn nuôi thua lỗ và sẽ không thể phát triển đàn heo được. Theo khảo sát ở các chợ dân sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội, giá thịt lợn đã giảm từ 5 cho đến 10.000 đồng trên 1 kg so với tuần trước tức là đang dao động trong khoảng từ 90 cho đến 130.000 đồng trên 1 kg tùy loại. Như vậy sau những ngày giá lợn hơi giảm do lo ngại dịch tả lợn châu Phi tái phát và trước tiêu thụ đã giảm do giãn cách xã hội ở nhiều tỉnh tới nay đã quay đầu tăng trở lại, đặc biệt là các tỉnh ở khu vực phía Bắc. Và trong ngày hôm nay, nhiều địa phương đã đạt mức giá 57.000 đồng trên 1 kg ở thị trường miền Bắc như là khu vực Hưng Yên hay là khu vực Ba Vì của thành phố Hà Nội. Tuy nhiên cũng có những địa phương có mức giá khá là thấp ở thị trường miền Bắc hiện nay như là Yên Bái hay là đối với khu vực Bắc Cạn. Theo các chuyên gia kinh tế dự báo, nhu cầu thịt lợn sẽ tiếp tục tăng vào những tháng cuối năm, đặc biệt là dịp cận thích nguyên đán, trong khi thịt lợn nhập khẩu vẫn chưa thể thay thế được thịt lợn ở trong nước do thói quen của người tiêu dùng, do đó thịt lợn có thể sẽ tăng giá dần từ nay đến cuối năm. Và cụ thể, theo ghi nhận trong ngày hôm nay, Hà Nội giá hơi đang dao động trong khoảng 54 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Một số hộ chăn nuôi báo giá của Ba Vì trong buổi chiều ngày hôm nay đã bán được với mức giá 57.000 đồng. Hải Dương dao động mức giá 55 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Hải Phòng dao động mức giá 54 cho đến 56.000 đồng. Hưng Yên dao động mức giá 55 cho đến 57.000 đồng. Vĩnh Phúc 53 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg là phổ biến. Bắc Ninh giao động mức giá 54 cho đến 56 000 đồng. Thái Bình trong ngày hôm nay cũng phổ biến mức giá 55 cho đến 56 000 đồng trên 1 kg, trong khi đó Hà Nam 53 cho đến 55 000 đồng. Nam Định trong ngày hôm nay có mức giá khá cao, 55 cho đến 56 000 đồng trên 1 kg. Tuy nhiên ở khu vực Ninh Bình lại có mức giá thấp hơn nhiều, phổ biến mức giá 52 cho đến 54 000 đồng trên 1 kg. Một số địa phương ở khu vực Tây Bắc trong ngày hôm nay như Sơn La giao động mức giá 52 cho đến 53.000 đồng. Tuy nhiên, một số hộ chăn nuôi báo giá huyện Sông Mã của tỉnh Sơn La chỉ báo giá 47 cho đến 50.000 đồng trên 1 kg. Lai Châu lợn trắng ở khu vực này chỉ có mức giá 53.000 đồng, Điện Biên 50 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Hòa Bình phổ biến mức giá 51 cho đến 53.000 đồng. Nhiều chăn nuôi báo giá huyện Tân Lạc, Lạc Thủy của tỉnh Hòa Bình trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 52.000 đồng. Trong khi đó, một số địa phương như Bắc Giang giao động mức giá 54.000 đồng trên 1 kg. Cao bằng 52 cho đến 55.000 đồng. Hà Giang trong ngày hôm nay đối với heo siêu giao động mức giá 53 cho đến 55.000 đồng. Áp siêu vùng này chỉ giao động mức giá 49 cho đến 50.000 đồng trên 1 kg. Yên Bái lợn siêu trong ngày hôm nay có mức giá 52 cho đến 54.000 đồng, hai bề 49 cho đến 50.000 đồng trên 1 kg. Khu vực Lào Cai trong ngày hôm nay cũng phổ biến mức giá 53 cho đến 54.000 đồng. Quảng Ninh 55.000 đồng trên 1 kg. Lạng Sơn trong ngày hôm nay báo giá 53 cho đến 54.000 đồng. Tuyên Quang heo đẹp trong ngày hôm nay có mức giá 55.000 đồng, xấu phổ biến 52 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Phú Thọ trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 52 cho đến 54.000 đồng. Tuy nhiên nhiều hộ chăn nuôi báo giá lợn dân ở khu vực Thanh Sơn, Tân Sơn của tỉnh Phú Thọ có mức giá khá thấp, 50 cho đến 51 000 đồng trên 1 kg. Thái Nguyên trong ngày hôm nay lợn đẹp dao động mức giá 54 cho đến 55 000 đồng, xấu phổ biến mức giá 51 cho đến 52 000 đồng trên 1 kg. Một số địa phương ở khu miền Trung trong ngày hôm nay ít có sự thay đổi. Các địa phương ở khu vực miền Nam Trung Bộ có mức giá cao hơn so với các địa phương khác ở thị trường miền Trung. Cụ thể như Quảng Nam, giao động mức giá 55 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Quảng Ngãi trong ngày hôm nay, nhiều hội chăn nuôi báo giá cục sơn tịnh của tỉnh Quảng Ngãi lên đến 58.000 đồng, trong khi đó Bình Định phổ biến mức giá 55 cho đến 57.000 đồng. Phú Yên trong ngày hôm nay cũng có mức giá khá cao, lên đến 56.000 đồng trên 1 kg, trong khi đó Khánh Hòa, Ninh Thuận và tỉnh Bình Thuận phổ biến mức giá 55 cho đến 56.000 đồng. Còn một số địa phương ở khu vực Bắc Trung Bộ như Thanh Hóa trong ngày hôm nay do động mức giá 52 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg là phổ biến. Nghệ An cũng có mức giá tương tự. nhội chăn nuôi báo giá ở huyện Diễn Châu của tỉnh Nghệ An trong ngày hôm nay chỉ do động mức giá 54.000 đồng trên 1 kg. Hay Hà Tĩnh cũng giao động mức giá 55.000 đồng. Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế giao động mức giá 53 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg một số địa phương ở khu vực tây nguyên trong ngày hôm nay cao nhất có tỉnh đắk lắc giao động mức giá 55.000 đồng trong khi đó gia lai 53 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg con Tum giao động mức giá 54.000 đồng lâm đồng 54 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg đắk nông giao động mức giá 53 cho đến 55.000 đồng thị trường miền nam trong ngày hôm nay nhiều địa phương vẫn đang duy trì mức giá cao đặc biệt là đối với các tỉnh ở khu vực miền tây nam bộ trong khi đó thị trường miền đông có mức giá thấp hơn như Đồng Nai trong ngày hôm nay, heo đẹp giao động mức giá 54 cho đến 55.000 đồng, xấu phổ biến mức giá 52 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Thành phố Hồ Chí Minh giao động mức giá 53 cho đến 56.000 đồng. Theo ghi nhận ở tỉnh Bình Phước trong ngày hôm nay, mức giá phổ biến giao quanh 52 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Như ở Bình Long giao động mức giá 52.000 đồng, tuy nhiên nhiều hộ chăn nuôi báo giá ở bù đốt của tỉnh Bình Phước lại lên đến 55.000 đồng trên 1 kg thì các bạn có thể tham khảo ở huyện này có mức giá cao hơn so với các địa phương khác ở tỉnh Bình Phước. Bà Rịa Vũng Tàu giao động mức giá 52 cho đến 54 000 đồng, Bình Dương 53 cho đến 54 000 đồng trên 1 kg. Tây Ninh trong ngày hôm nay giao quanh mức giá 52 cho đến 53 000 đồng. Nhiều chăn nuôi báo giá khu bến cầu của tỉnh Tây Ninh có mức giá 53 000 đồng trên 1 kg. Thị trường miền Tây Nam Bộ trong ngày hôm nay ít có sự thay đổi. Cần Thơ giao động mức giá 54 cho đến 57 000 đồng trên 1 kg. Bến Tre trong ngày hôm nay heo đẹp, phổ biến mức giá 56 cho đến 57 000 đồng. Tuy nhiên nhiều chăn nuôi báo giá heo xấu ở khu này chỉ dao động mức giá 52 cho đến 54 000 đồng trên 1 kg mà thôi. Hậu Giang dao động mức giá 53 cho đến 56 000 đồng. Khu vực Vĩnh Long, Đồng Tháp trong ngày hôm nay Heo đẹp dao động mức giá 55 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Heo xấu phổ biến mức giá 53 cho đến 54.000 đồng. Long An trong ngày hôm nay, heo đẹp có mức giá 58 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, heo xấu phổ biến mức giá 55 cho đến 56.000 đồng. Địa phương này vẫn cao hơn so với các tỉnh khác. Bạc Liêu và An Giang trong ngày hôm nay, heo đẹp giao động mức giá 55 cho đến 57.000 đồng. Heo xấu phổ biến mức giá 52 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Tiền Giang heo đẹp trong ngày hôm nay cũng phổ biến mức giá 57.000 đồng trên 1 kg trong khi đó heo xấu chỉ giao động mức giá 53 cho đến 54.000 đồng. Kiên Giang nhộn chăn nuôi báo giá heo đẹp lên đến 60.000 đồng trên 1 kg, trong khi đó heo xấu phổ biến mức giá 54 cho đến 55.000 đồng. Sóc Trăng trong ngày hôm nay heo đẹp giao động mức giá 57 cho đến 58.000 đồng, heo xấu phổ biến mức giá 53 cho đến 55.000 đồng. Trà Vinh giao động mức giá 54 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Như vậy có thể thấy rằng giá hơi trong ngày hôm nay vẫn có xuống tăng ở các tỉnh thuộc thị trường miền Bắc và trong ngày hôm nay đỉnh điểm thị trường miền Bắc đã lên 57 cho đến 58.000 đồng trên 1kg ở một số địa phương. Và đó là những thông tin cuối cùng trong bản tin giá hơi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và bà con đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi.